Và thưa quý vị, thưa bà con, mưa lớn ngập lụt liên tiếp nhiều ngày qua đã khiến cho bao nông dân trắng tay khi mà đồng ruộng cũng như ao hồ nuôi cá đã bị dòng nước san phẳng. Tại Đà Nẵng, các hộ dân nuôi cá lồng bè tại Vịnh Mân Quang, quận Sơn Trà cũng đang chịu ảnh hưởng nặng nề. Nước dâng tràn vào khu nuôi cá khiến cho độ mặn của nước bị giảm đột ngột và đã có hàng chục tấn cá bị chết, ước thiệt hại đã lên đến hàng tỷ đồng. Chỉ còn khoảng 2 tháng nữa, lồng cá của ông Nam sẽ đến ngày thu hoạch. Thế nhưng mưa bão liên tiếp đã khiến 80% số cá nuôi lồng chết trắng. So với bình thường thì tôi bán cá sống là 200 ngàn ký, nhưng mà bữa nay còn có được 70 ngàn, có nghĩa là giảm hơn 50%. Bè nhà tôi là chết với trên tấn. Một tấn cá chết bán lỗ hơn 50%, ông Nam thất thu hơn 100 triệu đồng. Trong khi số cá còn lại cũng phải bán với giá rất rẻ. Nước lụt xuống, cho nên nước ngọt cũng nhiều, cho nên không có bắt cái không chịu được. Hắn không chịu nước ngọt được, cho nên hắn mới chết. Khu vực Vịnh Mân Quang có gần 100 hộ nuôi cá lồng bè, chủ yếu là cá bớp, cá mú, cá dìa, đều là những loại cá có giá cao. Tuy nhiên, sau mưa lụt, hầu hết các lồng nuôi đều phải bán tháo với giá rất thấp. Do trời mưa này cá lớn rồi mình phải bán đi, chứ lỡ nó chết thì nó còn mất giá nhiều hơn nữa. Do đây là khu vực nuôi cá tự phát, nên người nuôi cá địa phương sẽ không được hỗ trợ thiệt hại khi xảy ra thiên tai dịch hại. Ở đây thì phát hiện cái điều hoặc là tự phát, không đúng như thế, không gì đó là cái thấy nên là khi có cái tự phát, đó là người dân không có cái gì, không có cái gì cả. Theo người dân nuôi cá lồng bè ở đây, hầu như năm nào cũng có mưa lũ. Nhưng năm nay, tình hình mưa lũ đến sớm hơn khiến người dân không kịp trở tay. Trung bình mỗi hộ thiệt hại lên tới hàng trăm triệu đồng. Sau khi theo dõi xong phóng sự vừa rồi thì chúng ta lại càng thấm thía hơn lĩnh vực nông nghiệp nói chung, và trong đó đặc biệt là lĩnh vực nuôi trồng thủy sản là một trong những lĩnh vực mà bị chịu ảnh hưởng trực tiếp từ thiên tai. Chính vì thế mà chúng ta cũng đã rất là nhiều lần khuyến cáo bà con nông dân là đối với bà con nuôi trồng thủy sản thì luôn luôn sẽ phải theo dõi những diễn biến, những dự báo của thời tiết để có thể nắm bắt được là khi nào có mưa lớn hay có gió bão thì chúng ta sẽ phải cần phải có những cái biện pháp khắc phục để tránh được những thiệt hại như là trong phóng sự vừa rồi chúng ta vừa theo dõi, phải không ạ, thưa tiến sĩ Bùi Quang Tề? Thưa chuyên gia, thưa tất cả các bà con nuôi trồng thủy sản, đây là một điều đáng buồn, tôi cũng phải lời gửi lời chia buồn. Đấy, chúng tôi cũng nói rồi, tất cả những cái này nhiều lúc cũng nói vui, nhìn trời nhìn bất, nhìn đất nhìn mây và nghe thời tiết. Nhưng mà nghe thời tiết thì không phải nghe là hôm trước hôm sau có được, phải nghe cái thời tiết là theo tháng, theo quý, theo năm. Nói nghe đấy, đài truyền hình không phải cái chuyện này đưa ra tự nhiên đưa, nên là cũng gọi các chuyên gia về khí tượng là vụ năm nay là vụ mưa ở đâu, miền Trung, miền Nam khác nào đấy, cái đấy đâu mới là quan trọng. Chứ còn đài truyền hình không phải là cái nói hôm trước hôm sau mà ra mà cứu được không cứu nổi. Nên là phải nhớ cái mùa này tôi biết rồi, có những nhà thôi tôi cũng nói cho nó dài dòng một chút, tại sao là mưa Huế. Cái câu người ta đã tả, nhạc sĩ nó gọi là mưa Huế thì kinh khủng, cuối năm là mùa mưa đấy, nên chúng ta phải nhớ chú ý. Nên khi đó thì chúng tôi này thôi, chúng nói là nó dài, nói dài có khi không phải thật, mình nói dài. Khi nuôi cá lồng biển là trước chỉ 3 mét thôi, bây giờ anh phải nuôi 6-7 mét đấy. Và cái lồng nó phải kín đến khi mưa bão này để chống được bão, tránh được bão, chứ có chống không chống được rồi, tránh đánh tụt cái lồng xuống thì tầng mặt 2-3 mét là nước ngọt, như tầng dưới đáy vẫn nó mặt. Người ta phải có cách đó, nên là người ta nuôi tiền tỷ cái đấy về đấy, nhưng mà bà con không có thì thôi, đến cái mùa này thu đi tranh thủ bán đi đấy, cũng không để đấy. Có trong trong clip vừa nói đấy, biết là giá rẻ vẫn phải bán, còn hơn là để chết đấy. Tất cả những cái điều này là tất cả ngành thủy sản cũng đã nhắc bà con rất nhiều, và đài truyền hình, các đài truyền hình đều nhắc bà con rất nhiều, nhưng chúng ta không chú ý. Nên là thôi, tôi chỉ gửi lời gọi là một cái chia buồn với các vị thôi, chứ giờ tôi cũng chịu thua, tôi không cứu được ai cả. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của tiến sĩ Bùi Quang Tề.